cõi nước lòng, cả thế hệ trẻ xuân phong ngang đường, lửa nước sống được niềm thư, tô khanh vàng đỏ tuổi thơ anh hùng, nhớ người bạn nhỏ phi thường, thích cay đuốc sống quê hương anh hùng. Đồng Nai, chị Võ Thị Xấu thân cài tóc mây, treo thâm thiết kế đường dây, bị tù quân đẻo nhân đầy lạc quan, chiêu ngang bất cứ âm hùng, chữa giờ người xấu. Cùng với vợ A Dính, Dương Văn Nghệ, Phạm Ngọc Đa, Hồ Thị Thu, Nguyễn Ngọc Tý, Lê Thị Kim, thiếu niên hôm nay đang tiếp bước truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, thích sáng truyền thống vinh quang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thích sáng mãi truyền thống dân tộc Việt Nam. Và được sự cho phép của lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.
Yeah.
trở thành nhà lóng quân, một tràng tên là Lạc Long Quân. Nhiều khách hàng mà cầm lấy bên đây chỗ đó, cái lạc biệt tốt quá là có. Và hãy bắt đầu tiên vừa thấy hai vợ chồng chưa hết âu lo, rồi vì chồng quên ở dưới nước, Lạc Long Quân từ biệt sợ con, mẹ âu cơ ngày tháng héo hon. Là lắm quê con đến non cao, thì có việc thì dài rất đau, giờ biển núi chia nhau các hướng. Theo âu cơ làm vua con trường, đất Phong Châu là vùng cao tiên. Ngày ta giữ lưng một lát, đào vô tới sao kia về phố thế ở bây giờ ta ta mà chẳng bỏ cái mồm ra nấu ăn nấu bông mùa đêm ta còn bao kiếp chồng còn loan đấy à. Thôi ta còn thật đấy. Luôn lăm le bừa bõi giúp ta mà đến duyên ân ái, nhưng vì cha chồng quý giò la cố lấy được nó thần cho cha, nàng bị sâu không hề ngần ngại dẫn chồng người có nó thần người ung dung mặc bề muôn dân. Chém chết là công chúa ở Bì Châu, rời theo mình ai biết cứu đâu. Trọng Thủy đã làm tròn chữ hiếu, vội vàng theo dấu vết tình yêu, nhưng làm của các em đến từ đội 6 và 5 và cao quý tự hào khi đứng trên phần lãnh thổ thiên này chưa kịp trao gửi lời yêu thương để thỏa lòng với khát khao hòa bình ổn định trên biển. Các anh luôn kiên trung bắc phó lương, mỗi khi Tết đến xuân về các anh nhớ đến mình tình mẫu tử được nghe được nói tiếng nói hồ nhân quân là một vùng đảo nhỏ gọi cho nhau những kỷ niệm. Các anh cũng góp nồng góp đùa đón nhau cuộc sống thanh bình. À, rất là thân nhiên. Vì sắc đẹp của nàng nên anh bỏ một hành trang vào lời đang tóc vào lúc ngày xưa thầy na chú cuội. Cảm ơn thầy Cao và chúc mừng ba tập thể. Hai giải thưởng này là hai giải thưởng cho
dạy kiến thức với phần. Cảm ơn cô Trang và cảm ơn cô Trang. Chúc mừng thầy Thọ, chúc mừng bốn tập thể.